Vâng, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Long Phát chuyên review loa kéo nhà người nha. Hôm nay loa kéo Long Phát sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách kết nối Bluetooth từ điện thoại sang loa kéo một cách đơn giản và dễ hiểu nhất nha. Thứ nhất là những chiếc loa kéo thông thường thì mọi người sẽ có nút nguồn ở đây. Mọi người để ý giúp mình chỗ này nha. Đây mình sẽ bấm vô nút nguồn ở đây, mình mở loa lên nha. Đó. À, khi mọi người mở loa lên thông thường ở đây những cái dòng loa kéo bình thường nó sẽ có chữ mo nha, còn cái này nó không có. Đây ở đây có chữ mo này, loa này có chữ m o g e này là chuyển chế độ nha, mọi người nhấn vào một cái nha, đó là khi màn hình hiển qua chữ blue là có bluetooth nha. Tất cả các dòng loa kéo nó đều hiển qua chữ blue là có bluetooth. Bắt đầu mọi người sẽ mở điện thoại lên nha. Ở đây mình sẽ mở điện thoại lên, mình phải vô vào phần cài đặt nha. Đấy, cái này đây mọi người vào phần kết nối nha. Đây, mọi người bấm vào chữ Bluetooth này. Đó, ví dụ như điện thoại các bạn mà thiết bị nó đầy quá, nhiều quá nha. Bên mình do mình hàng ngày mình test loa kéo nên các thiết bị rất là nhiều nên mình sẽ xóa bớt. Mọi người bấm vào cái ô cài đặt này, mọi người hủy gấp đôi này. Nó bấm vào tương tự như vậy là mọi người hủy hết tất cả nha. Rồi mà là mình bây giờ mình dò tìm thiết bị mới luôn nha. Là cái thiết bị ở dưới này nó sẽ ra một cái thiết bị mới này cho mọi người tìm này. Đây nó có chữ GPS nè, tùy theo những cái thương hiệu loa kéo khác nhau người ta sẽ để cái model loa kéo khác nhau dưới này nè. Là mọi người xem chỗ này nó có chữ các thiết bị hiện có, là mọi người bấm vào để kết nối nha. Đó, bấm vào kết nối. Khi mọi người chưa kết nối được thì đây, nó ghi là yêu cầu kết nối Bluetooth, ghép đôi là mọi người bấm OK này. Đó như vậy là đã được rồi nha. Đó như vậy là nó đã được rồi. Bây giờ bắt đầu mọi người vào phần YouTube nha, mọi người mở thử một bản nhạc nha. Để nó phát qua loa là được nha, rất là đơn giản. Mình sẽ mở thử một bản nhạc nhạc test loa nha. Đó, test loa này, bấm vào đây mở một thử một bản nhạc này. Đó như vậy là từ điện thoại sang loa rồi, rất là đơn giản đúng không mọi người? Đó, tăng volume lên. Thịt nướng khói lửa phù phù, bao thương xịt nước mẹ càng nóng hơn. Bí kíp hạ hỏa. Đó. Đó mọi người bắt rồi, rất là tuyệt vời nha. Thế này giờ mọi người chuyển một bản nhạc khác. Đó như vậy là được rồi, mọi người mở điện thoại là nó sẽ phát qua loa nha. Mọi người thích hát karaoke thì mình bấm vào chữ karaoke nè. Bấm chữ karaoke nha. Cái này thì thật sự đơn giản thôi, nhưng mà thật sự có rất là nhiều quý khách người ta quý khách không hiểu nên mình hướng dẫn cho mọi người thật từ. Mọi người bấm karaoke nó sẽ ra đêm, chẳng hạn như bài đêm mưa nhớ mẹ thì mọi người bấm đêm mưa nhớ mẹ. Mọi người bấm tông nữ sẽ ra tông nữ, nó truyền qua loa. Xong mọi người mở mic đây là mọi người karaoke thôi. Đó, rất là tiện lợi luôn. Đó rất là đơn giản. Đó là mình sẽ hướng dẫn mọi người là chi tiết để mọi người có thể là sử dụng kết nối từ Bluetooth từ một chiếc điện thoại sang bất cứ một chiếc loa kéo nào nha mọi người nha. Ví dụ như chuyển đổi điện thoại khác thì mọi người cũng làm tương tự như vậy. Mình sẽ vào phần cài đặt, sau đó mình sẽ dò tìm thiết bị Bluetooth, sau mọi người sẽ kết nối nha với bất kỳ chiếc loa kéo nào mọi người sử dụng nha. Đó, mọi thắc mắc mọi người không hiểu mọi người có thể là liên hệ trực tiếp mình để hỗ trợ, số điện thoại là 0965 885 716 hoặc mọi người có thể là kết bạn Zalo bên Facebook bên mình nha. Đó, mọi người không hiểu gì thì có thể để lại nhận xét bên dưới, hoặc mọi người cần hỗ trợ thì để lại nhận xét bên dưới, mình sẽ làm những nhiều cái video để mình chia sẻ cho mọi người về các cách sử dụng loa kéo nha. Rồi mình sẽ kết thúc cái video đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Mọi người nhớ đã bấm nút like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo review loa của loa kéo Long Phát nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.